chun này. Căng chun luôn bạn nha. Đã tạo được độ rúm. Và đường chun thứ nhất chúng ta sẽ cách 13 cm. Chúng ta sẽ gấp hai mặt phải nối liền. Các bạn nối để hai thân lên thì để nó mềm hơn các bạn nhé. Thank you.
hạt chúng ta giống như cái hình ngôi sao vậy. Cho tôi những chiếc lơ nhỏ đó. Chúng ta cắt dây khoảng hơn chục cm và chúng ta làm dây. Rất chắc chắn là các bạn.